الآن أنت قد تتصدق على فقير بقطعة خبز بسندويش مثلا. نعم. وبيجا أن ví dụ anh bố thí cho một người nghèo đó bằng nửa mẫu bánh mì chẳng hạn. كم يأخذ هذا السندويش مع الفقير؟ ممكن خمس دقائق صحيح؟ نعم. Và phải mất bao lâu để một người nghèo đó họ ăn hết một mẫu bánh mì đó? وينتهي. Và khi kết thúc và kết thúc mẫu bánh mì đó. أما لو تعلم الآن تدخل الإنسان في الإسلام. Và nếu như anh bắt đầu việc dạy, việc học hỏi kiến thức Islam từ bây giờ. كل شيء يفعل هذا الأجر لك. Thì tất cả những ai áp dụng nó, những ai làm nó, những ai áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống, vào việc tôn thờ Allah Subhanahu wa Taala thì cái ân phước. أولاد هذا أيضا أجورهم لك. Và tất cả những ân phước của họ đều là của anh. كيف لو تترجم كتابا؟ Và sẽ như thế nào khi chúng ta dịch một cuốn sách, dịch một cuốn sách nào đó? والناس تتعلم التوحيد الصلاة الطهارة. Và cộng đồng họ sẽ học hỏi từ những cuốn sách đó, họ áp dụng cái điều đó vào Islam của họ. لعل هذا أكثر من أنك تتصدق أحيانا بمليار دولار. Và cái điều đó thì chắc chắn rằng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chúng ta bố thí, mặc dù số tiền chúng ta bố thí rất là lớn, nhưng chưa chắc rằng số tiền bố thí đó tốt hơn việc chúng ta tuyên truyền kiến thức về Islam. Nào.